trận đấu của đội tuyển Anh, Thụy Điển và Nga Croatia đã khép lại lượt bán kết của World Cup 2018. Nhưng tiếc nuối đối với đội thua cuộc là Thụy Điển và Nga được cổ động viên tại Việt Nam chia sẻ. Các nghệ sĩ Việt cùng chung cảm xúc với ngày hội bóng đá này. Thành Trung đoán trúng việc Nga bị thua trong loạt đá luân lưu. MC Thành Trung một lần nữa cảm thấy, tôi phục tôi quá, vì đoán trúng kết quả. Trước trận đấu giữa Nga và Croatia, nam diễn viên chia sẻ, nước Nga đã làm tất cả để có một kỳ World Cup thành công. Họ có tình yêu của người hâm mộ, có sự hậu thuẫn của Tổng thống Putin. Và họ đang có mặt ở tứ kết. Nga sẽ làm mọi cách để có thể đi tiếp, từ sự nỗ lực của các cầu thủ cho đến sự duy tâm của các cổ động viên và cũng có thể là cả các thế lực ngầm. Mafia ở Nga, nhưng Croatia đang có trong mình những chiến binh thực sự sẵn sàng chấp nhận đối mặt với tất cả. Sẽ khó đấy Croatia, còn Modric và Zizic trên sân Croat vẫn còn hy vọng. Hòa trong hai hiệp chính và thắng trên chấm pen cho Croatia. Có thể nói trận Nga rất kịch liệt, khó đoán, nhưng Thành Trung đã khiến nhiều người bất ngờ khi anh đoán trúng việc hai đội phải thi đấu luân lưu và Croatia thắng. Trong trận đấu của đội tuyển Anh, Thành Trung tuy không đoán trúng tỷ số nhưng vẫn chọn đúng đội tuyển Anh giành chiến thắng. Nam MC kiêm bình luận viên bóng đá nhận định, mỗi đội bóng đến với World Cup đều mang theo những vũ khí chinh phục của riêng mình. Và người Anh mang đến một siêu vũ khí mà đối thủ nào cũng phải e dè. Đó là may mắn. May mắn không phải là điều kiện đủ nhưng là điều kiện cần cho mỗi chiến thắng trong bóng đá. Đừng mong trận đấu có nhiều bàn thắng và có thể một lần nữa anh sẽ đi tiếp sau hai hiệp chính. Tự Long đoán trúng anh thắng nhưng lại trượt trận Nga, trong khi đó, Tự Long cũng không hề thua kém Thành Trung khi dự đoán đúng đội anh thắng. Nam diễn viên Hải nhận định trước trận tứ kết của anh, hơi khó đoán nhưng mình vẫn đặt niềm tin vào cậu Kim. Hy vọng anh sẽ vào sâu hơn chứ không nghĩ sẽ có mặt tại trận chung kết. Tuy đoán đội Anh thắng nhưng Tự Long lại dự đoán Nga và Pháp gặp nhau tại trận chung kết. Tiếc rằng những chú gấu Nga đã phải dừng bước. Vượng Dâu chụp hình cùng cổ động viên Nga. Nghệ sĩ Hải Vượng Dâu may mắn có dịp sang Nga đúng World Cup. Anh trực tiếp tới sân vận động theo dõi trận đấu của Brazil và Bỉ. Sau hai trận tứ kết cuối cùng, Vượng Dâu vịnh thơ, tiếc cho chú gấu Nga. Sắp vào bán kết thế mà lại thua. Có doát, nay dễ làm vua. Tất cả bốn đội cũng vừa ngang cơ. Qua bài thơ ngắn này, Vượng Dâu hy vọng Croatia sẽ lập nên kỳ tích tại World Cup năm nay khi vô địch. Không khí bóng đá trực tiếp tại sân vận động Nga được Vượng Dâu tiết lộ từ nước Nga. Vượng Dâu cho hay anh rất hào hứng được trực tiếp cảm nhận không khí ngày hội bóng đá nơi đây. Anh và những người bạn đã đến sân vận động cách gần 500 km thủ đô Moskva để xem trận đấu. Anh chia sẻ, mọi thứ ở đây thật náo nhiệt nhưng ôn hòa, không phân biệt màu da sắc tộc. Với khoảng đường gần 500 km nhưng vì tắc đường nên chúng tôi phải di chuyển 10 tiếng đồng hồ. Xem xong chúng tôi tranh thủ đi ăn uống và xem hết trận Zerdin, Bỉ mới quay trở về Moskva. Với 2 ngày di chuyển trên máy bay và ô tô, sức khỏe mọi người vẫn hồn nhiên phơi phới. Nam diễn viên Hải chiến thắng đoán đúng 3 trong 4 đội vào bán kết. Tuy không tới Nga nhưng nam diễn viên Hải chiến thắng lại là ông vua đoán trúng kết quả. Trước khi lượt đá tứ kết diễn ra, chiến thắng đã đưa ra dự đoán 3 đội Anh, Bỉ và Croatia sẽ là những ứng cử viên vô địch. Hiện tại, cả 3 đội này đều đã được vào bán kết. Diễn viên Hải Đỗ Duy Nam cùng con gái xem bóng đá Duy Nam cũng không hề kém cạnh với các đàn anh về khả năng dự đoán kết quả trận đấu. Anh cùng con gái xem bóng đá và dự đoán anh sẽ thắng 2-0 trước Thụy Điển. Kết quả chung cuộc đúng như lời của Duy Nam.